Xe mà để đâu mày phải tìm về. Trên đồ thì còn gì nữa? Trên đồ thì còn gì đấy? Đi bộ đi học. Còn gì đi bộ còn gì đi rồi. Xin chào các bạn nhá, mình là Nguyên Ca đây. Các bạn có nghe tiếng gì không? Đấy, tiếng của mẹ mình với bố mình đang chửi nhau các bạn ạ. Bây giờ là, đây cho các bạn xem luôn. Bây giờ là 6 giờ sáng thứ bảy các bạn nhá. Thứ bảy ngày 20 tháng 1. Đấy, nói chung là thằng Điểm Lợn ấy, tối qua nó đi trêu cơ động, thành ra là bị bắt xe các bạn ạ. Sáng nay thì bố mẹ mình cứ tưởng là trộm vào nhà lấy xe, cho nên là đang cãi nhau. Đấy, bây giờ thì mình sẽ vào mình quay cho bạn xem nhá. Xong rồi là mình sẽ nói cho bố mẹ mình biết là Điểm Lợn bị bắt xe các bạn nhá. Để cho bố mẹ mình xử lý nó các bạn ạ. Chuyến này Điểm Lợn toang rồi. Mất xe điều mẹ. Có thấy xe đâu mà sáng chỉ dậy mẹ kia mất xe này, tao xuống là xe mất thật rồi. Mất xe điều đúng không? Ê bố mẹ đâu bảo, bố mẹ ra đây con bảo. Cho nó sáng nó chuyện cho dễ. Hôm qua tôi quên bà phải đóng lại cho chứ. Thế tức là bố mẹ đang trách nhau là không khóa cửa làm tâm nó mất xe gì? Ngày nào cũng thế. Ông bao giờ ông chả xem tivi đến muộn. Bao giờ ông chả đi xem tivi đến muộn là bây giờ ông không khóa cổng hay quay đâu bố tôi bảo tôi không khóa cổng. Nhưng mà khổ cái thì cũng phải có hôm quên chứ hôm nào cũng nhớ thì sao. Thôi 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 bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Thế bây giờ bố mẹ không thắc mắc là bây giờ là gần 7 giờ rồi mà Điểm Lợn nó vẫn không đi học à? Không, chưa thấy nó dậy. Ơi dậy bố ơi. Để con nói cho bố biết nhá. Thằng Điểm Lợn ấy tối qua nó đi chiêu cảnh sát cơ động ấy, thành ra là bị bắt xe rồi chứ không phải là mất xe. Mày, ai bảo mày biết? 9 giờ qua đàn nhà đây. Tối qua lúc 11 giờ đêm, bạn bè nó đến gọi xong rồi nó mang xe đi. Nó dòng xe một phát từ đây ra đến ngoài ngõ xong nó mới nổ máy. Thế là sao bố mẹ biết được. Đấy, đến 2 giờ sáng hôm qua nó mới về. Chính là con bây giờ con chưa ngủ mà. 2 giờ sáng nó mới về à, nó mới... chưa chị mê nên đã đi ngủ. Nó đi tầng nào không biết nữa. Bố mẹ bây giờ ông không tôi đi ngủ trước rồi khổ quá, khổ quá. Ngủ bữa sau ngủ quá đi. Cái vấn đề bây giờ ấy là bố mẹ cãi nhau không giải quyết vấn đề gì cả. Bây giờ bố mẹ phải lo là lo money này, chuẩn bị chuộc xe cho ông Điệp bây giờ. Lên gọi Hưng đấy. Xem nào. Thôi bố cứ ở đây, bố cứ ở đây. Mẹ cứ ở đây để con lên con gọi Điệp Lợn xuống cho bố mẹ nói chuyện cho dễ. Nhưng mà nhìn lên kéo không được tao xem nào. Nó bảo là công an bắt à? Tối qua đi bộ về mà. Tao bị chết. Đấy, ok các bạn nhá, bây giờ mình sẽ lên trên kia mình gọi Điệp Lợn xuống cho bố mẹ mình xử lý. Điệp ơi. Điệp ơi. Dậy. Này. Dậy đi, nguy hiểm rồi. Nguy hiểm rồi. Nguy hiểm gì? Này, thế mày không đi học à? Hành gì đi học? Bây giờ xe mày sao? Xe thì là kệ, rồi gì mẹ chẳng phải lấy về đi em. Đây bảo này, anh có cách nhá, không cần phải lấy xe. Anh chồng, không cần phải lấy xe mà vẫn có tiền. Mày như nào? Đấy nhá. Bây giờ nhá, mày xuống mày bảo mẹ là mẹ ơi, hiện tại bố mẹ đang cãi nhau là bị trộm lấy xe rồi đúng không? Bố mẹ không biết mày bắt đâu. Mày bảo bố mẹ ơi là trộm mất rồi thì bây giờ không có xe, con không đi học nữa. Đấy, thế là mày được nghỉ là một nhá. Cái đó. Ừ, cái thứ hai đấy nhá là mày bảo là bây giờ nhá mẹ phải mua xe mới cho con. Cái thứ hai là mày có xe mới. Tiếp theo nữa nhá là mày sẽ kiếm được thêm tiền là chuộc con xe kia ra, xong rồi bán con xe kia đi, hiểu không? Là lại có thêm tiền nữa. Ui giời, vừa được nghỉ học vừa có xe mới vừa có tiền. Úi dồi ôi mẹ, cái kế sách này của anh là tuyệt vời luôn. Chơi làm gì xuống luôn đi đi đi, đi. Ôi, quá tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, mình đưa ra được một cái ý tưởng rất là hay cho Điểm Lợn các bạn nhá. Ê, chết bà mày đi. Ra chưa, dậy chưa? Đây nó dậy rồi bố ơi. Nó ra đây chưa? Đây Điệp ơi, ra đây. Nhanh ra đây công việc. Ôi Điệp ơi, Điệp mày nhớ vào vấn đề chính luôn nhá. Xe mày đâu? Xe ở đâu? Nói ngay đây. Xe ở đâu? Để đâu? Xe con bố giấu đâu rồi? Đừng có nói giấu nhá. Mày nhìn cái gì kìa? Mẹ mày hôm qua cứ trách cam rồi đấy. Ai cam mày đi bài cam này à? Đâu? Mày đừng tao nói nhiều, tao điên đầu lắm rồi đấy. Nhanh lên. Thôi, nói nhiều thì nó mất thời gian nha. Đúng rồi, vào vấn đề chính đi. Thôi. Con bảo bố này. Để làm sao? Cái con vào xem mấy con Huawei 110 mới nó chưa đến 20 triệu đâu. Rẻ lắm. Này, mày đừng có nói nhá. Bây giờ xe có đi học mà mày đừng có nằng nhằng mày đòi mua xe khác, mày giả giọng gì đấy. Trộm nhà có gì đi đấy. Mẹ mày xem nào. Kiểu như xe kia thì bị ăn trộm rồi thì bố phải mua xe mới con. Xe kia bị ăn trộm. Ai ăn trộm? Bây giờ bố ấy bảo mất thì chắc ăn trộm đi. Mày nhìn rõ cái gì kia kìa. Cái cam này chắc hách vào
nào, nó ghét thằng con nào. Này, đừng có chối loanh quanh. Mẹ mà xem xử lý đi. Có già. Tao nói rồi nhá. Thôi mẹ mua xe mới con thì không không chịu. Con đi bộ, mày không học thì mày chỉ còn đừng có nói chuyện mày không học với tao. Đi bộ đi học. Không con chịu. Mà phải đi bộ. Nếu mà xe pháo mà nặng nhằng thì phải đi bộ. Ôi giời. Đừng có vớ vẩn. Đời tụi anh ai bắt đi bộ mỗi năm cây số. Xem là tao đi mới bắt đi rồi thì mày sẽ trả đi bộ. Thì vẫn đi đâu, bị trộm lấy. Trộm nào lấy? Mày không tha lấy của người ta thôi nhá, để trộm nào lấy của mày. Bố nói quan nghe. Không nói hộ, mất xe thì đi bộ. Thì bây giờ mà bố mua thôi còn chịu, con không đi học nữa, thế đâu. Này, tao nói gì, đi ra đây, mẹ mày xử lý cho. Tao nói cho mẹ ăn cái đập vào mặt đấy nhá. Đập cho nó không chẳng, mẹ, xe phá mang nhiều. Không. Mày đâu? Mang đi đâu? Mang đi đâu thì lấy về chứ đừng có đòi mua xe mới nhá. Mang đi đâu, xem có mang đâu, mang lấy về con xem nào. Tao nói rồi, nói cho nhanh. Ai xử lý cho tôi mấy. Không mua thì nghỉ thế thôi. Nghỉ, đập cho ông chạy. Mày muốn cùn không? Mày muốn cùn không? Mày muốn cùn không? Thôi, giật lại ăn đòn rồi. Này, mày xử lý cho tôi. Mày muốn còn không hay là mày muốn ăn đập này? Ở đi. Hả? Mẹ mua mới, còn nhạc thiêu. Nói được không? Mua xe mới mà đi. Đừng có nói chuyện mua xe mới. Tao phải mua tiền cho mà nó đòi mua xe mới là một được xe mới. Chung quy lại là cái xe đâu? Xe đấy ở trên đồn đấy mẹ này mà lấy. Hả? Tôi nói kiểu gì đấy? Xe ở trên đồn đấy. Trên đồn ngoài mẹ này lấy đóng phạt lấy thôi chứ gì đâu mà. To gan nhỉ? Làm sao? Làm sao ở trên đồn? Hả? Đi chơi người ta giữ xe à? Đi chơi người ta giữ xe. Ừ. Mẹ giờ nó nồng quanh quán mẹ nó làm chân. Điều ai toang ấy nhỉ? Toang nhỉ? Tao mày đúng giang hồ ấy, nam tử hán là trợ phu, dám làm dám nhận anh cảm thấy phục mày đấy. Mẹ có đánh mãi cũng vậy thôi, xe ở trên đấy mẹ lấy chảy ra thế này thì vào lấy cặp đi học. Không đi bộ đi học. Không đi. Muốn cổ lắm. Muốn cổ lắm. Muốn cổ lắm. À, muốn cổ lắm. Muốn cổ lắm. Đập bàn nhà đập đâu à? Mẹ đấy. Muốn cổ lắm. Mẹ đấy từ sáng sớm ai ra đánh con gái không? Bác tại sao mày thế? Nhanh, không. Đi vào. Đấy, đi bộ đi học. Bác xe lên đồ để lên. Thôi, nó là luôn, không đi. Nếu mà muốn ấy... Mày không đi thì đi lấy xe về ra. Khẩn trương. Đi lấy xe về đây. Điệp bướng đấy nhỉ? Mày có cùn lên không? Hả? À? Kiểu gì thế? Giờ đến trưa cũng phải lấy xe về. Mày bướng cái kiểu này à? Điệp bướng đấy nhỉ? Mày vắng vắng cái này à nhỉ? Hả? Mày vắng vắng không? Mày vắng người hay mày vắng chó? Hả? Đằng đi tìm xe về đấy. Báo đi tìm xe là bố bảo bác hứa đi tìm xe bố mình. Xe mà để đâu mà mày phải tìm về? À, chứ không có ở trên đồn gì nữa. Trên đồn đi đấy. Đi bộ đi học. Con chịu đi bộ đi học. Con chịu đi bộ đi học. Đi rồi. Đi rồi. Đừng có nói chuyện mua xe mới tao phải mua tiền cho mày đấy. Mày không mất giận như này à? Cái con người như này à? Mà sao mất giận như mày không? Mà mất giận như mày không? Xe mang đi rồi đòi mua xe mới. Đấy mày mang đi cho không mất mắt. Khổ nhỉ. Cứ để cho công an nó giữ xe rồi. Tao nói nhá, mà mày không đi học cái tao cũng cho nghỉ luôn, tao cũng cần cho tao. Không? Mày học cho mày nhất thì học cái tao nhá. He he. Này, mẹ bảo mày nghỉ học luôn đấy, nghỉ thì nghỉ luôn như sao. Ui mẹ quá tuyệt vời luôn, mày đúng là một thằng ngu có đào tạo. Gì? Chửi ai? Ý không. Ý là anh bảo mày thằng kiểu ngu nhưng mà thông minh ấy. Sao lại ăn ngu rồi thôi? Nói kiểu ngu gì này? Đã ngu thông minh mẹ. Ôi, và tóm lại là tao chỉ biết là hôm nay mày được nghỉ đúng không? Thế tao mày kiếm gì chơi? Chơi gì? À, đi net đi. Ôi, đi net lắm gì? Hơi à? À, đi net được. Đi. À, thì ok các bạn nhá. À, nói chung là điểm luận nó bị cảnh sát giao thông bắt xe. Thì tóm lại là xe ở trên đồn thì lát nữa kiểu gì mẹ mình với cả bố mình ấy cũng sẽ để mà lên lấy xe về thôi. Chắc chắn nó là như thế rồi. Nhưng mà điểm lợn ấy nó lại hơi ngu một chút. Là nó không thực hiện theo kế hoạch của mình đề ra. Đấy. Thế nó lại khai luôn là sẽ bị bắt. Thành ra là không có xe mới cũng không có tiền. Mình cũng chẳng có tí phần trăm nào đấy cả. Còn đâu mẹ anh mua. Thôi tóm lại là điểm lợn nó hơi ngu một tí các bạn nhá. Nói chung là có cái gì ấy thì mình sẽ quay cho bạn xem. Các bạn nhớ là ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ bye các bạn. Like.